Hiện nay tôi đang ở Đà Lạt, người đang xem múa lửa đây. Tay á, tay á. Đi đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 phụ nữ Việt Nam. Hiện tại bây giờ là 9 giờ 10 phút tại thành phố Đà Lạt. Chứ anh không có phát biểu ý kiến ở anh đang ở đâu rồi?